Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì sau một cái thời gian mà được các bác ủng hộ cũng như là được các bác đồng hành thì cũng rất là nhiều bác cũng ý kiến đến bên em rằng là hiện tại thì bên em đang phân phối những dòng sản phẩm cao cấp của GD thì nhiều bác thì cũng chưa có đủ tầm kinh tế để các bác có thể là trải nghiệm và cũng như là sử dụng những sản phẩm cao cấp đó. Thì ngoài ra thì các bác cũng có thể ý kiến rằng là nếu như em có thể tìm được một dàn nào đó, thứ nhất là bày nó đẹp, thứ hai nữa là nghe chất lượng ổn định và đồng bộ thì nó sẽ rất là ok. Thứ nhất là nghe hay bày đẹp đó, thì ngày hôm nay trong video thì em sẽ lên cho các bác một combo 5 thớt nhá, bao gồm có 5 thớt máy và một đôi loa đó. Ở đây thì em có hai mã loa, tức là một mã loa là sử dụng một bát và một mã loa là sử dụng hai bát đó. Thì ngày hôm nay em sẽ lên video để giới thiệu cho các bác cũng như là cho các bác trải nghiệm với dòng sản phẩm này. Thì hai combo này ngày hôm nay thì giá thành cực kỳ hợp lý luôn, và bên em sẽ bao lắp đặt cho các bác tận nhà. Bán kính lên đến 100 km để cho các bác yên tâm đó, các bác yên tâm không phải là sợ là mua về chúng ta không lắp đặt được, mà bên em sẽ trực tiếp đến lắp đặt tận nhà cho các bác luôn để cho các bác yên tâm sử dụng các bác nhé. Và bên em sẽ vào video chi tiết để giới thiệu cho các bác rằng 5 thớt ngày hôm nay, cũng như sau đó em sẽ test chất lượng âm thanh để cho các bác tham khảo các bác nhá. Và mọi người nhớ ủng hộ trên like và đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em các bác nhá. Ok bác nhá, bây giờ em sẽ thử cho các bác trải nghiệm cũng như là test thử. Sau đó em sẽ giới thiệu qua một chút và tí nữa em sẽ có một video để test riêng để cho bác cả trải nghiệm sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay lên cho bác video này kết hợp dàn 5 thớt. Đó, nó chỉ khác nhau đôi loa thôi, còn thực tế là bộ máy nó như nhau các nhá. Trước hết đầu tiên sẽ là một chiếc quản lý nguồn của DK Pro PX890 Plus. Rồi một bộ mic không dây KX880S. Đó. Và ở đây chúng ta có một con lưng tiếng này để các bác có thể được tùy chỉnh, tùy biến được bát tép của đôi loa EX9 Plus. Sản phẩm vang số chỉnh cơ K12 Plus cũng của DK Pro, tất cả đồng bộ hết các anh nhé. Một cục đẩy KX2800 cũng của DK Pro luôn. Tất cả nó là hàng mới nguyên hộp và em bảo hành cho 1 năm. Các bác yên tâm sử dụng luôn, tất cả sản phẩm này em bảo hành 1 năm nhá. Đấy là 5 thớt, đấy chưa? Và đôi loa thì ngày hôm nay thì chúng ta có hai mã loa. Bộ máy thì như nhau, thế nhưng mà loa thì nó khác nhau một chút. Đó, bác nào mà thích chơi loa to thì các bác có thể chơi đôi này cho em. H988 này. Đấy, đôi này. Đây bên này thì em sẽ mở ra đây. Cái đôi này thì H988, đôi này thì sử dụng 2 bát 30, 2 chung và 3 đường tép nhé. Tép thì con này có thể là xem thêm một cái siêu chép nữa. Đó, bác nào mà yêu thích cái dòng loa cột bầy to, hoành tráng, nghe hay bầy đẹp có tham khảo sản phẩm này cho em. Đó. Thế còn ngoài ra nếu bác nào mà để trên kệ thì tham khảo cái mẫu H921 cho em. Mẫu này thì cũng sử dụng 1 bát 30, 2 đường chung và 3 sử dụng 3 tép. Đó, con này thì nó cắt bớt một cái siêu chép rồi. Ngoài ra thì nếu như bác nào chơi combo này thì em sẽ tặng kèm cho bác một siêu chét ở trên. Đây, tép này. Một siêu tép ở trên luôn. Và hiện tại thì em đang test cái đôi loa này thôi, chứ chưa đấu cái tép này bác nhá. Chưa đấu tép này, và tép này sẽ là em tặng kèm luôn. Và tổng giá trị cái bộ karaoke ngày hôm nay lên cho các bác chọn bộ máy cũng như loa thì nếu như bác chơi đôi loa to 2 bát mã là H988 thì là 17.500.000 đồng. Đấy, thế còn cái bộ mà loa H921 này để tặng kèm siêu chét luôn là 16.500.000. Tất cả em sẽ lắp đặt tận nhà cho bác nhé. Lắp đặt tại nhà luôn, bán kính lên đến 100 km để các bác yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành tất cả máy là em bảo hành cho bác trong vòng 1 năm. Được chưa? Đấy, bây giờ em sẽ thử đi vào test cho các bác nghe thử và trải nghiệm các bác nhé. Ở đây 1 2 6 7. Đây. Ok, giờ em sẽ test chất lượng âm thanh, tiếng mic cũng như là tiếng hát vang để cho các bác có thể tham khảo sản phẩm và bộ karaoke. Hiện tại em đang đánh đôi loa chỉ có 1 bát 30. Đấy, bộ karaoke này thì hiện tại là giá 16.500.000, tặng kèm một siêu chét này, nhưng mà siêu chét này em còn chưa lắp để không loa không hay. Ở đây 1 2 6 đây. Ok, đây. Quê tôi nhớ hồi nào, hàng ngày đời reo reo, con chim kêu chiều chiều, nghe vời vời hát hiu, câu hò sâu lắng, dù đời tình yên nặng,
khi hạ về đặt nửa đồ cổ ấy diễn thái đêm càng dài mưa rầm còn theo mai tân luôn cắt cây từ ngược miền ngày lòng đất nhìn yêu đời bờ cơm vui đất nối người. Ok, bác nhờ vừa em cùng với tất cả các bác đã cùng đi test sản phẩm cũng như là đi test chất lượng của hai bộ karaoke, hai dàn karaoke trị giá 16.500.000 cũng như 17.500.000. Thì nếu các bác có nhu cầu có thể quan trực tiếp cửa hàng cũng như là các bác liên hệ trực tiếp cho bên em để bên em sẽ trực tiếp liên hệ cũng như là tư vấn lên đơn cho tất cả các bác giá trị combo ngày hôm nay với một hệ thống một bộ karaoke 5 thớt và một đôi loa lắp đặt tận nhà luôn với giá cực kỳ hấp dẫn các bác nhé. Thì mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp cho bên em ở số điện thoại là 0829 66633, bên em sẽ trực tiếp liên hệ lại và các bác có thể để lại số điện thoại để bên em tư vấn thêm cho các bác về cái dòng sản phẩm này hôm nay cho các bác nhé. Rồi, xin chào các bác trong video và sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ là ủng hộ cho bên em nút like nhé, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em các bác nhé.